Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng mọi người quay trở lại với trang AutoZone.vn. Nếu như lần trước Tâm đã gửi đến các bạn một cái clip giới thiệu và đánh giá nhanh về mẫu xe Mitsubishi Triton năm 2019 tại cái sự kiện ra mắt mẫu xe này tại cảng Sài Gòn, thì ngày hôm nay Tâm lại rất là nóng lòng muốn trải nghiệm chiếc xe này được nhiều hơn. Cho nên đó là lý do mà Tâm đã mượn nhà máy Mitsubishi mẫu xe Triton phiên bản 2019 để thực hiện một cái clip đánh giá. Clip này chỉ đánh giá chuyên sâu về cái khả năng vận hành on-road và off-road của mẫu xe này mà thôi. Và ngày hôm nay Tâm cũng mời đây một vị khách mời rất là đặc biệt. Đây là giới thiệu với các bạn anh Lương Trần Bảo Thiện, một thành viên, một dân chơi. Off-road khá là tiếng tăm thành phố Hồ Chí Minh, và anh cũng là một người anh rất là thân của trang AutoZone. Xin chào mọi người. Thật sự là cũng Triton là đã nằm trong mắt xanh của mình từ lâu rồi, từ lúc mà tham gia những cái giải off-road mà cách đây khoảng 7-8 năm, thì anh em ngoài Hà Nội á, là sử dụng Triton rất rất nhiều và đem cái hiệu quả mà trong thi đấu rất lớn. Thì cái ưu điểm của Triton thì lúc đó là mình nhìn nhận là anh em đều công nhận là xe rất bền, đặc biệt là nhẹ, và vòng xoay bán kính của vòng quay xe rất là lớn, giúp cho chiếc xe nó linh hoạt trong những cái địa hình phức tạp. Thì cái đó là đã vào mắt xanh mình lâu rồi, nhưng thì được cái lời mời của anh Tâm bên AutoZone mời mình đi test xe ở tại Đà Lạt, thì thật sự đây là cái cơ hội mình rất là thích thú và sẵn sàng với cái đề nghị để có cái dịp trải nghiệm chiếc xe trên cái địa hình mà mình quen thuộc. Và trong cái thông số mình đọc về chiếc Triton này thì mình có thấy là có 4 cái mod chạy off-road. Thì thật sự là trong những xe mình đã sở hữu thì không có những cái mod này, thì mình rất là háo hức là muốn test thử cái 4 cái mod này là nó có cái hiệu quả rõ rệt như thế nào đối với những cái dòng xe mình đã từng đi. Và ngoài ra Tâm cũng muốn chia sẻ với các bạn thêm một cái thông tin rất là thú vị, là xưa giờ off-road dành cho Triton thì thường ưu điểm lớn nhất của Triton là trên các địa hình đồi cát, bởi vì một trong những cái ưu điểm của Triton đó là cái trọng lượng rất là nhẹ và khả năng di chuyển nhanh. Vì cái lý do này mà cái Triton thường ở trên đồi cát thì sẽ thể hiện được mình hết sức mình. Tuy nhiên khi bắt đầu vào cái cuộc test xe thì Tâm và anh Thiện cũng đã có trao đổi với nhau là lựa cái cung đường test nào cho nó hợp lý. Thì anh Thiện đề góp ý là nếu mà bỏ lên đồi cát chạy nữa thì nó vô cái sở trường của nó rồi, thì nó không có cái gì mới hết. Bây giờ chúng ta mang nó tới một cái địa hình khó khăn hơn tí, khó nhằn hơn tí. Đó là lý do mà dẫn dắt Tâm và anh Thiện ngày hôm nay có mặt tại La An Resort, thành phố Đà Lạt. Thì La An là resort, là một cái địa điểm mà điểm đến đối với những anh em dân off-road miền Nam thì không có gì xa lạ hết. Anh em ở tới đây rất là nhiều lần, đã thử test xe ở đây, thậm chí là tham gia các cái giải đấu mà La An tổ chức. Thì ngày hôm nay cũng với mục đích là muốn thử sức cái xe này. Như các bạn thấy đây là một cái xe nguyên bản hoàn toàn. Thì Tâm và anh Thiện sẽ test cả on-road, cả off-road trên những cái cung đường mà một phần của những cái cung đường off-road mà sẽ xuất hiện ở trong cái giải thi đấu La An hàng năm. Rồi bây giờ chúng ta không làm mất thời gian các bạn nữa, Tâm mời các bạn cùng với Tâm và anh Thiện chúng ta hãy bắt đầu.
nhẹ. Rồi thẳng lái, từ từ để kiểm tra bánh sau. Qua thẳng lái qua tài, cho nó gớt xuống cái cây. Ok. Rồi. Rồi. Chờ nó đem lên tổng. Chờ nó đem lên tổng. Chờ nó đem lên tổng. Nó bên kia rồi đó. Nó chạy tới xíu, nó đem lên. Ok rồi. Rồi, giữ lái nhẹ cái lên luôn. Rồi, thẳng lái lại. Rồi, ok. Cái thật sự mà em rất là thích ở trên cái xe này anh Thiện, đó là cái lẫy duyên số xe tay lái. Dù là mình đi on road hay up road hay là gì đi nữa, thì cái lẫy duyên số tay lái thật sự là nó giúp cho mình một cái sự chủ động rất là lớn trong cái quá trình mà mình đi, đặc biệt là lúc mà mình đi đèo hay đi dốc đồ, mình xuống á, mình xài cái phanh của động cơ nó dễ hơn. Thì cái lẫy sao chỉ số tay lái thì có rất là nhiều hãng làm, mà cái này nó không mới, nhưng mà cái rất là lạ của thằng Mitsubishi, thằng Triton nói riêng hay là hãng Mitsubishi nói chung á, đó chính là cái cách lắp đặt nó nằm ở trong cái trục này nè. Cái trục tay lái chứ nó không nằm dính lên cái tay lái. Cái lý do là khi chúng ta đánh lái quá nhanh á, đôi khi chúng ta chuyển tay, chúng ta chéo tay như vậy nè, rồi chúng ta muốn lên số hay về số á, chúng ta hay bị sửa, đúng rồi, mất phương hướng là không biết bên nào là lên, bên nào là xuống. Thì nó cố định ở trên cái trục tay lái này đó, là vô lăng mình cứ xoay thoải mái đi, thì mình luôn nhớ là ở cái phía bên phải là lên số và bên trái là về số, thì nó rất là linh hoạt. Thực sự nếu mà so sánh mà cái bảng mà xuất xưởng từ nhà máy ra thì mình đánh giá là Triton là một trong một số cái xe bán tải nó êm, ví dụ như Navara, như Triton, nó có sự êm ái hơn là những cái dòng như Ranger. Cái cảm tình lớn nhất của em xưa giờ mà về Triton á, thì nó vẫn là cái hệ dẫn động Super Select. Có nghĩa là có một cái chế độ mà chúng ta gài cầu mà chúng ta không có cái visa trung tâm nó mở. Điều này là thường thường là những cái xe bán tải khác khi mà gài cầu á, là nó giống như nó lóc lại là 50-50, là trước sau nó nhận moment đều với nhau. Còn chuyên Triton á, mà hoặc là Pajero Sport á, khi chúng ta chuyển qua chế độ mà 4H bình thường, không có khóa cái visa trung tâm á, chúng ta có visa trung tâm nó mở, thì cái yếu tố này nó giúp cho cái việc là cái moment nó luân chuyển giữa hai trục trước sau nó rất là linh động, nó giống như một cái xe AWD. Thì cụ thể ở đây là em thấy theo cảm nhận của em nha, là khi mà em chuyển qua chế độ 4H là cái độ không khóa visa trung tâm, thì khi em chạy em đánh hết lái hoặc khi em quay đầu xe lại, nó mất kêu những cái tiếng của cái hộp chuyển cầu, nó rất là linh hoạt, mà đánh lái cái tay lái nó nhẹ, nó như bình thường, giống như là mình chạy một cầu bình thường. Khoan, nói về những cái tác dụng của cái hệ thống đó, nhưng mà rõ ràng là trong off-road mà đối với một số xe, khi mình gài cầu rồi chiếc xe nó chạy rất là nặng nề và nó còn kẹt, hầu như là không gài cầu để đi đường xấu thôi. Nếu như em mua cái xe này về mà mỗi lần mà em lái cái Triton đi mỗi ngày á, thì có lẽ chắc em xài luôn cái chế độ 4H là chứ các em không bao giờ em xài chế độ 2H. Giữa chế độ 2H với chế độ 4H á, là đi một cầu hay hai cầu á, thì theo nhà máy Mitsubishi họ đưa thông tin á, là cái phần tiêu hao nhiên liệu nó chỉ lệch nhau có 3% thôi. Thì đây là cái con số nó gần như nó không đáng kể luôn á. Vậy thì em thấy không có lý do gì mà để mình phải đi một cầu luôn á. Nhưng mà cái là mình ngạc nhiên nhất á, là cái máy mình cảm giác nó không, nó hoạt động dư sức đó. Có nghĩa là trong lúc mình lên những cái dốc khoảng 15 độ, có những dốc khoảng 20 độ, thì anh nhìn dùng tua nó tầm khoảng 1.600-1.800, chưa thấy nó lên 2.000. Và cái cảm giác là mình còn mớm ga được, là còn cái tốc độ lực, xe tăng, cái lực xe nó vẫn còn dư thoải mái. Có nghĩa là cần ga là có power. Trong một số chiếc xe mà bán tải mình đã từng đi á, thì những cái máy bán tải, máy dầu nó có một cái cảm giác là rùng mình. Ví dụ như khi mình để ga ti, mình chờ người thân hay gì á, lâu lâu nó lại rùng lên một cái, xong nó mất đi, chứ không phải là nó rùng liên tục. Lâu lâu nó giống như rùng mình nhẹ một cái. Thì trong cái máy này thì qua nay là không thấy cái trường hợp đó.
Rồi bây giờ thì Tâm và anh Thiện đang điều khiển cái Triton trên cái đường on road, tức là những cái cung đường đèo. Đây là một những cái lý do mà tại sao chọn cái cung Đà Lạt để đi. Thì vì đang muốn test cái hệ dẫn động của con Mitsubishi Triton tiên thế hệ mới này, đặc biệt là ở cái chế độ mà 4H, có nghĩa là chế độ gài cầu nhưng không khóa vì sai trung tâm. Thì thật sự là Tâm có cảm giác như là Tâm không đang lái một chiếc bán tải. Tâm đang có cảm giác như là mình đang điều khiển một cái chiếc SUV. Tại vì mọi thứ nó lanh lợi, nó linh hoạt, và cái khả năng bám đường của nó khi mà dẫn động bốn bánh thì nó không khác gì là một cái xe AWD hết trơn. Cho nên mà bởi vậy cho nên là cái cung đường này Tâm lựa chọn thì Tâm rất là ưng ý. Thì thật sự sắp tới là cái giải thi đấu off-road La An sẽ lại được tiếp tục diễn ra ở hạng bán tải cơ bản. Thì khi đó là sẽ hy vọng là với cung đường được làm nó lại nó chỉnh chu, với anh Thiện là chắc là sẽ cố gắng tham gia để có thể gửi đến các bạn cái clip đầy đủ thông tin hơn nữa. Những cái thử thách đối với con Triton này nó nặng hơn nữa. Tâm thì xưa giờ có đi theo những anh em off-road rất là nhiều lần, cũng có tham gia, nhưng mình tham gia hóng thôi chứ chưa từng thi đấu. Bởi vì cái chuyện mà mình đứng coi người ta chạy với đích thân mình chạy trong một cái giải đấu là cái hai câu chuyện nó xa lắc luôn. Đúng rồi, cảm giác là... đứng ở ngoài rất là phấn khích mà cảm giác ngồi trên vô lăng rất là té đá. Thì đó là cái lý do mà Tâm nghĩ là nhân dịp là mua một con bán tải đầu tiên trong đời. Xưa giờ đi qua rất là nhiều xe nhưng mà chưa từng sở hữu bán tải. Lái bán tải rất là nhiều rồi nhưng mà chưa từng sở hữu. Thì nhân cái dịp là kỷ niệm lần đầu tiên trong đời sở hữu một cái xe bán tải, thì có lẽ là sẽ tham gia một cái giải mà gần nhất thì chắc là giải La An. Ok rồi, có lẽ là Tâm sẽ kết thúc cái clip này ở đây với rất là nhiều những cái chia sẻ của cá nhân Tâm, cũng như là chia sẻ của anh Thiện, một cái người đã chơi bán tải hay là chơi off-road rất rất là nhiều, cũng khá là nổi tiếng ở khu vực phía Nam Việt Nam. Có rất là nhiều những anh em trong giới off-road là hẳn nhiên là biết anh Thiện. Thì với những cái sự chia sẻ đến với các bạn thì Tâm hy vọng là các bạn sẽ có thêm một cái góc nhìn, một cái đánh giá, một cái nhận định mới về cái Mitsubishi Triton phiên bản 2019. Và dĩ nhiên là Tâm cũng sẽ chưa dừng ở đây đâu, ta sẽ còn nhiều cái clip về cái xe này nữa, bởi vì Tâm rất là thích tìm mày mò cái hệ dẫn động này, Tâm mê lắm. Thế nên là Tâm cũng sẽ phải dành nhiều thời gian hơn và tìm kiếm những cái cơ hội để có thể trải nghiệm cái xe này cái hết khả năng của nó và gửi clip đến tất cả mọi người. Ok, bây giờ thì Tâm xin phép xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Chào mọi người.